Lã Bất Vi từ thương nhân trở thành tướng quốc và mối quan hệ với Tần Thủy Hoàng. Nhiều người dùng danh hiệu thiên hạ đệ nhất kỳ thương khi nói đến Lã Bất Vi, ngụ ý nhắc đến thương vụ chính trị nổi tiếng lịch sử. Chính ông là người đã hậu thuẫn cho Doanh Dĩ Nhân lên ngôi vương, còn mình thì đường đường chính chính trở thành tướng quốc nhà Tần suốt 13 năm. Dù bị nhận xét là ngụy quân tử, nhưng những đóng góp của Lã Bất Vi trong thời gian giữ chức tướng quốc nước Tần là điều không thể phủ nhận. Thương vụ chính trị có 102. Ghi chép về nguồn gốc xuất thân của Lã Bất Vi gần như là không có, thậm chí một số thông tin còn mâu thuẫn nhau. Chỉ biết ông sinh vào khoảng năm 292 cho đến năm 290 trước công nguyên và đã mất vào năm 235 trước công nguyên. Có tài liệu cho rằng Lã Bất Vi là người nước Vệ, nay thuộc khu vực phía nam của Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, sách Chiến Quốc lại nói rằng ông sinh ra tại Dương Địch, nước Hàn. Về hoàn cảnh gia đình, một số ghi chép cho rằng ông xuất thân là một công tử trong gia đình thương nhân giàu có. Thế nhưng, cũng có tài liệu cho rằng xuất thân của Lã Bất Vi tầm thường. Sau này, ông trở nên giàu có là nhờ vào tài buôn bán của mình. Trang Kulishi, Trung Quốc cho biết, Lã Bất Vi là người có đầu óc kinh doanh hiếm thấy thời bấy giờ. Nhờ biết khi nào cần mua vào, lúc nào nên bán ra mà ông đã tích lũy được rất nhiều tiền bạc. Lã Bất Vi sinh ra và lớn lên vào cuối thời Chiến Quốc. Vào giai đoạn này, thực lực giữa hai nước Tần và Triệu ngang nhau. Liêm Pha, danh tướng của nước Triệu, từng cầm quân đánh bại hai lần tấn công của nước Tần. Do đó, nước Tần buộc phải đem Doanh Dĩ Nhân, con của Thái tử An Quốc Quân nhà Tần, sang làm con tin bên nước Triệu. Vào khoảng năm 265 trước công nguyên đến 259 trước công nguyên, Lã Bất Vi thường đến buôn bán ở kinh đô Hàm Đan của nước Triệu và tình cờ gặp được Doanh Dĩ Nhân. Từ góc độ của thương gia, Lã Bất Vi nhìn ra được giá trị của Dĩ Nhân, coi người này là một món hàng kỳ lạ, hiếm có, rất đáng đầu tư, hy vọng một ngày nào đó sẽ kiếm được món lời lớn là danh lợi. Chính xác hơn, đây là một vụ đầu tư chính trị. Lã Bất Vi không tiếc công sức kết giao với món hàng này. Dĩ Nhân sống nơi đất lạ quê người, nhìn xa nhìn gần, quanh mình không có một người thân. Nay lại có người tự nguyện đến nghe mình than thở, kể lể tâm tình, lại còn lo tương lai tiền đồ chính trị, nên lấy lòng cảm kích, thề sau này được ngôi vua, sẽ cùng Lã Bất Vi hưởng phúc, dần dần hai người trở thành tri âm. Có giai thoại kể rằng sau cuộc gặp với Dĩ Nhân, Lã Bất Vi về nhà hỏi cha mình rằng, cha biết làm ruộng lợi nhuận được bao nhiêu không? Cha ông đáp, nếu mưa thuận gió hòa, có thể lợi nhuận được 10 lần. Lã Bất Vi mới lại hỏi, còn buôn châu ngọc thì sao? Cha ông trả lời, gặp may có thể lợi nhuận gấp 100 lần. Lã Bất Vi lại hỏi, nếu giúp một người giành được thiên hạ thì có thể được bao nhiêu? Cha ông đáp, việc này khó mà tính được. Điều đó khiến người ta càng tin rằng việc Lã Bất Vi giúp đỡ Dĩ Nhân hoàn toàn mang tính chất của một thương vụ mua, chứ không phải thực lòng đối đãi với bằng hữu. Và để nâng đỡ tiền đồ chính trị cho Dĩ Nhân, Lã Bất Vi tin chắc rằng chỉ có duy nhất một người có thể làm được, đó là Hoa Dương Phu Nhân, người vợ yêu quý nhất của Thái tử An Quốc Quân. Bà này lại không có con. Nếu Dĩ Nhân được bà nhận làm con nuôi, thì rất có thể sẽ trở thành người kế vị. Ôm mộng tham chính nước Tần. Để thực hiện kế hoạch, Lã Bất Vi đưa cho Dĩ Nhân 500 cân vàng tiêu dùng và đãi tân khách. Sau đó, ông lấy tiền mua của báu vật lạ đem sang nước Tần, xin ra mắt Hoa Dương Phu Nhân. Tranh thủ cơ hội đó, Lã Bất Vi ra sức thuyết phục bà, kể rằng Dĩ Nhân tài giỏi, khôn ngoan, giao du khôn khéo với người các nước, bạn hữu khắp thiên hạ và khuyên phu nhân nên nhận Dĩ Nhân làm con nuôi. Hoa Dương Phu Nhân vốn không con không cái, nghe Lã Bất Vi kể tốt về Dĩ Nhân nên nghe theo, xin An Quốc Quân lập Dĩ Nhân làm thừa tự, tức là người được hưởng tước vị và tài sản sau này. Sau đó thì An Quốc Quân đồng ý lời cầu xin của Hoa Dương Phu Nhân, danh tiếng Dĩ Nhân từ đó càng nổi với chư hầu. Mọi sự thành công, Lã Bất Vi trở về nước Triệu, giao tình với Dĩ Nhân càng thêm thân thiết. Nhưng với ông, điều đó chưa đủ với công sức mà mình đã bỏ ra. Mặt khác, dù là một thương gia giàu có nhưng xét cho cùng thì địa vị của người thương gia trong xã hội lúc bấy giờ lại quá thấp kém. Bởi trong thời buổi loạn ly, các nước tranh nhau làm bá chủ và chỉ giới quan lại mới có tiếng nói. Trong khi nước Triệu và nước Tần lại sát ở gần nhau. Nước Triệu vừa nhỏ lại vừa yếu, Lã Bất Vi mới nghĩ rằng
Tốt hơn cả là vào nước Tần tham chính. Thế là ông lại suy tính, sắp xếp kế hoạch nhập Tần. Ông bắt đầu kế hoạch với bước đi không ai ngờ tới, đó là dùng đến mỹ nhân. Thời đó tại kinh đô Hàm Đan của nước Triệu có một nàng ca kỹ tên là Triệu Cơ, kiều diễm, rung động lòng người. Lã Bất Vi đã bỏ rất nhiều tiền để mua Triệu Cơ về làm thiếp. Tiếp đó, ông mở yến tiệc, mời dị nhân đến dự. Đợi đến lúc dị nhân ngà ngà say, thì cho gọi Triệu Cơ ra. Dị nhân vừa thấy Triệu Cơ đã đem lòng mê đắm. Để chứng tỏ tấm lòng bằng hữu, Lã Bất Vi tặng luôn vợ cho bạn. Năm Chiêu Tương Vương thứ 48, tức là 259 trước công nguyên vào tháng Giêng, Triệu Cơ sinh hạ một con trai, chính là Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng sau này. Đó cũng là lý do các sử gia vẫn luôn tranh cãi về việc Doanh Chính Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là con của Lã Bất Vi hay là của dị nhân. Năm thứ 50 đời Chiêu Tương Vương 257 trước công nguyên, nước Tần sai Vương Ý vây Hàm Đan của nước Triệu. Triều đình nước Triệu nổi giận muốn giết dị nhân. Biết được tin, dị nhân cùng Lã Bất Vi mưu tính đưa 600 cân vàng cho kẻ coi giữ, trốn khỏi nơi nguy hiểm. Nước Triệu lại muốn giết Triệu Cơ cùng con trai Doanh Chính. Nhưng may mắn là họ đã nhận được tin mật báo nên lẩn trốn trước. Giấc mộng thành hiện thực. Năm Tần Chiêu Tương Vương thứ 56, 251 trước công nguyên, Tần Vương mất. Sau một thời gian để tang cha, sang năm sau là năm 250 trước công nguyên, An Quốc Quân, cha của dị nhân, lên làm Tần Vương, tức là Tần Hiếu Văn Vương, lập Hoa Dương phu nhân làm vương hậu. Dị nhân lúc này đã đổi tên thành Tử Sở, trở thành thái tử. Sau 6 năm cách biệt, Triệu Cơ cùng con là Doanh Chính cũng đã được đón về nước Tần sum họp. Tần Hiếu Văn Vương lên ngôi được 3 ngày đã mất, thái tử Tử Sở lên thay, tức Tần Trang Tương Vương, tôn mẹ nuôi Hoa Dương Hậu làm thái hậu. Có tài liệu cho rằng chính Bất Vi là chủ mưu hại vua Tần Hiếu Văn Vương để cho Tử Sở sớm lên thay thế, góp phần giúp ông hiện thực giấc mộng tham chính. Không quên lời hứa cũ, năm 249 trước công nguyên, Tần Trang Tương Vương phong cho Lã Bất Vi làm tướng quốc, tước hiệu Văn Tín Hầu, được ăn thuế 100.000 hộ thực ở quận Hà Nam Lạc Dương. Trang Tương Vương làm vua được 3 năm thì mất, thái tử Doanh Chính mới 13 đã lên ngôi, tức Tần Thủy Hoàng, tôn Lã Bất Vi làm trọng phụ, tức em của cha. Lúc bấy giờ, vì vua còn quá nhỏ nên đại quyền triều chính đều nằm trong tay Lã Bất Vi. Ông chủ trương mở rộng cương thổ của nước Tần, gây chiến và tranh giành ảnh hưởng đối với Đông Chu, Triệu và nước Vệ, chiếm thành trì, làm cơ sở cho nước Tần về sau, thống nhất thiên hạ. Nhất tự thiên kim, tham vọng tột cùng. Thời đó, địa vị của thương gia rất thấp, đứng cuối trong bốn loại, sĩ nông, công thương, nên thường bị mọi người coi thường. Lã Bất Vi tuy quyền cao chức trọng, nhưng văn võ bá quan trong triều đều biết rõ quá khứ của ông, nên cũng xem thường và không phục. Lã Bất Vi biết rõ hoàn cảnh của mình, nghĩ cách nâng cao danh vọng của bản thân. Thời đó thịnh hành phong trào nuôi các nhân sĩ. Nước Ngụy có Tính Lang Quân, nước Sở có Xuân Thân Quân, nước Triệu có Bình Nguyên Quân, nước Tề có Mạnh Thường Quân. Bốn vị quân tử này lễ hiền đại sĩ, thu nạp rộng rãi hiền tài khắp nơi, danh tiếng mới nổi khắp các nước chư hầu. Trong các nước chư hầu thì Tần có thực lực mạnh nhất. Lã Bất Vi nghĩ mình thân nắm quyền hành của nước Mạnh, nhưng Tần khách môn hạ lại không bằng bốn vị kia, quả thực đáng xấu hổ. Thế là ông phái người đi khắp nơi chiêu hiền đại sĩ, đồng thời cấp cho họ nhiều ưu đãi lớn. Thế là sau một thời gian, môn khách của Lã Bất Vi đã lên đến 3.000 người. Một hôm, Lã Bất Vi triệu tập các môn khách cùng thương nghị xem làm thế nào để nâng cao uy vọng. Trong buổi hôm đó, có người hiến kế cho Lã Bất Vi nên học tập tiền nhân, trước tác một bộ sách, vừa nâng cao được địa vị của bản thân lại có những cống hiến cho đời sau. Lã Bất Vi nghe xong vô cùng mừng rỡ, lập tức cho các môn khách bắt đầu công việc viết sách. Ông phân loại biên tập thành 3 phần: Bát Lãm, Lục Luận, Thập Nhị Kỷ, tổng cộng hơn 20 vạn chữ. Lã Bất Vi cho rằng bộ sách này đã bao gồm mọi việc cổ kim vạn vật trong trời đất và đắc ý đặt tên là Lã Thị Xuân Thu. Sau đó, ông đem sách Lã Thị Xuân Thu công bố ở bên cổng thành Hàm Dương, đồng thời dùng 1.000 lượng vàng treo phía trên sách, mời danh sĩ, tân khách các nước chư hầu đến xem và bình luận. Lã Bất Vi hứa, người nào có thể tìm thấy trong sách một chữ có thể tăng thêm hoặc bớt đi, thì sẽ được thưởng 1.000 lạng vàng.
từ Nhất Tự Thiên Kim, một chữ đáng ngàn vàng cũng bắt nguồn từ đó. Sau này, một chữ đáng ngàn vàng dần mở rộng ý nghĩa, dùng ca ngợi các tác phẩm văn thơ, ca từ có giá trị rất cao. Mỗi một chữ đều đáng giá ngàn vàng. Với trí thông minh và sự nhạy bén nắm bắt cơ hội của thương gia, Lã Bất Vi đã lên đến ngôi cao tột bậc của người trong thiên hạ, dưới một người mà trên muôn người. Tuy nhiên, với những hành động sặc mùi mua bán, trong mắt nhiều sĩ phu đương thời, Lã Bất Vi vẫn là một con buôn mạc hạng. Cái kết của thiên hạ đệ nhất kỳ thương. Trước khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng đã bắt đầu cải cách đất nước toàn diện. Con người theo tư tưởng buôn bán luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, như thừa tướng Lã Bất Vi đã trở thành cái gai trong mắt. Dù đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng Lã Bất Vi lại phạm một sai lầm nghiêm trọng, đó là thông dâm với Triệu Thái Hậu, mẹ của Tần Vương. Sợ vụ việc bại lộ, ông mới sắp xếp cho Lao Ái hầu hạ Triệu Cơ và che mắt thiên hạ rằng Lao Ái chỉ là hoạn quan, tức thái giám. Năm thứ 9, đời Tần Vương Chính, 238 trước Công Nguyên, có kẻ phát giác Lao Ái thực ra không phải là hoạn quan và thường tư thông với Thái Hậu. Họ đã có với nhau hai người con, nhưng giấu đi. Và việc này liên quan trực tiếp đến tướng quốc Lã Bất Vi. Tần Vương cho người giết ba họ nhà Lao Ái, là giết hai con do Triệu Cơ sinh và đày bà sang đất Ung. Tần Vương cũng muốn giết cả tướng quốc Lã Bất Vi, nhưng vì ông từng có công lớn lại được các tân khách biện sĩ nói giúp cho, nên không giết. Lã Bất Vi bị giáng chức xuống làm phong ốc ở Hà Nam. Được hơn một năm, các tân khách cùng sứ giả của chư hầu lại lũ lượt đến thăm Lã Bất Vi. Điều đó lại biến ông trở thành cái gai trong mắt của Tần Vương Chính. Tần Thủy Hoàng hiểu rằng Lã Bất Vi không bao giờ nhận ra bài học để chấp nhận lui về ở ẩn. Năm 235 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng gửi thư viết: "Ông có công gì với Tần mà Tần phong ông ở Hà Nam ăn thuế của 10 vạn hộ? Ông thân thích gì với Tần mà hiệu là trọng phụ?" Đọc thư, Lã Bất Vi hiểu rằng ông đã mắc sai lầm không thể tha thứ và Tần Thủy Hoàng cũng không còn coi ông là trọng phụ như xưa. Trên đường rời khỏi Hà Nam, Lã Bất Vi đã uống thuốc độc tự tử. Theo các học giả Trung Quốc, vụ bê bối liên quan đến Thái Hậu Triệu Cơ và Hoàng quan Lao Ái chỉ là giọt nước tràn ly khiến cho Tần Thủy Hoàng quyết tâm loại trừ trọng phụ của mình. Đồng thời, Tần Vương giết Lã Bất Vi thực chất chỉ vì muốn che đậy xuất thân không chính đáng của mình. Tuy nhiên, quan điểm này thiếu các dẫn chứng thuyết phục, các nhà sử học cũng không chứng minh được rằng liệu Tần Thủy Hoàng có coi Lã Bất Vi là cha hay không. Cuộc đời và cái chết của Lã Bất Vi để lại cho hậu thế nhiều suy nghĩ. Không phủ nhận, ông là một nhà kinh doanh tài giỏi và là một chính trị gia có tầm. Tuy nhiên, cách thức để đạt được mục đích của ông lại gây ra nhiều tranh cãi, và đến nay, mối quan hệ thực sự giữa ông và Tần Thủy Hoàng vẫn là một dấu hỏi lớn.